Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Pèo. Ở video lần trước thì mình có làm thử thách đó là cắm trại trên thùng mì tôm Hảo Hảo khổng lồ. Thì được rất là nhiều bạn yêu cầu mình là anh mèo Pèo làm tiếp được chuyên mục này đi. Cũng thấy là video đó khá là được nhiều view này, các bạn thích khá là nhiều thì ok. Nếu như ở video này đạt được 3.000 like thì mình sẽ tiếp tục làm chuyên mục cắm trại các bạn nhá. Hôm nay chúng ta cũng sẽ cắm trại cho một thứ rất là khổng lồ, đó là cắm trại trên đảo đầu lâu khổng lồ các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, trời ơi, chiếu xong mình là cái đảo đầu lâu siêu to khổng lồ, nhìn cực kỳ kinh dị luôn, nhìn sợ các bạn ơi. Trông view đẹp phết rồi, wow, cực kỳ gắt luôn các bạn nhá. Hôm nay thì mình cùng Mập Dorum và Khang G sẽ đi khám phá coi cái đảo đầu lâu khổng lồ này có gì hay không các bạn nhá. Mà tuy nhiên là thật ra cái mai đang ở chế độ sáng tạo này, mình có thể bay được các bạn ạ. Mà thôi, coi như là chúng ta đang chơi sinh tồn đi đúng không nhỉ? Coi như mình chơi sinh tồn đi, đi thuyền mấy đứa ơi. Đi thuyền. Cứ coi như là sinh tồn đi. Hơi tiếc một chút là cái map này không ở chế độ sinh tồn các bạn, không sao nhá. Thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn nút cho đăng ký, chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Pèo các bạn nhá. Và cũng đừng quên là qua channel của Mập Dorum và Khang G để ủng hộ các bạn nhá. Ôi, sao mỗi lần mình bấm nữa. Sao mỗi lần anh bấm cái F5 ấy, anh chỉ góp nhìn ấy là nó bị bay về mặt con này, nhìn sợ nhỉ. Nhìn này, con nhìn kia, 1 này, 2 này, 3 này. Hết biểu này. Ơ thế không nói bị gì không nhìn này. Đâu sợ thế không? Thôi dẹp đi, dẹp đi. Nào, lên mọi người ơi, lên trên. Ôi tối luôn này. Úi giời. Ơi phải đặt chút vô. Cắm ở. Ê có đường vào, có đường vào này mấy đứa. Có đường vào này. Ui, trông xịn vậy. Ghê quá vậy. Ui, trong này là cả cái hang động luôn. Wow, ui xịn rồi con ơi. Wow. Ui, trong này là cả một cái hang động. Ui, toàn kim cương luôn, cả vàng cái này. Ui. Xịn nữa. Ui, các bạn ơi. Ui, thích chưa? Ui, trong cái đầu lâu khổng lồ cả một cái hang động to đùng luôn, cái gì đấy. Trong này chúng ta có ba cái dương này, dương mèo Pèo này. Bây giờ thì mình sẽ xây một cái lều trại ở đây các bạn ạ. Ui. Map mấy đồ của nó là cắm trại trong đảo đầu lâu khổng lồ các bạn ơi. Được đấy, từ. Được anh ạ. Mình sẽ lấy một cái hàng rào làm cái trục đỡ đi. Gọi là cái que để cố định chứ nhở. Đấy, chỗ này hợp lý này. Ờ đúng rồi, bạn bên này phải đúng rồi, chỗ đấy đấy. Ui, chỗ màu, ui, chỗ màu có thác nước này đẹp nhở, nhìn chiêu chiêu các thứ các bạn ạ. Hợp lý đấy. Chỗ mập có thác nước các bạn ơi. Thực ra mình phải bay rồi mà, thôi bay luôn đi các bạn ơi. Hơi tiếc một chút là cái map này. Ơi mập ơi, xe bên này này. Chứ xe bên đấy bị vướng lều. Ủa thế thì bạn qua hẳn bên này luôn này. Bên này có chỗ rộng rộng này. Đó, bên chỗ rộng rộng này. Hợp lý không? Này. Đấy, chỗ này hợp lý không? Đó. Ui, thế thì mình có cách để xây rồi. Thế thì mình sẽ xin luôn chỗ này để chiêu chiêu luôn. Mình xin chỗ này nhá mập nhá. Ơi thôi cho mình, nhờ mình chỗ này để chiêu đi. Các bạn ơi. Hey, xây góc nào xa xa tí đừng để bị dính nhau quá. Xa bạn luôn các bạn ơi. Ai cũng có chiêu. Sống đơn map này thôi. Mà chỉnh qua chế độ sinh tồn thì đẹp ấy nhở, nhưng mà để ở sáng tạo các bạn ạ, hơi tiếc một chút luôn ấy. Map này mà chế độ sinh tồn là chơi ok rồi. Ui bị vướng ngay rồi các bạn ơi, không sao. Mình nghĩ cái lều này khá là rộng rồi này. Ui, phía sau lều mình là cái thác nước quá là đẹp luôn, quá là phong thủy luôn các bạn ơi. Wow, cái hang động này, cái hang động này để cắm trại là quá là hợp lý các bạn ạ. Nhờ. Trông quá đẹp luôn. Nào, bây giờ xây lều trại đi. Wow. Cái này mà cho mấy con chim như bye bye nữa. Hôm nay mình sẽ đổi cái kiểu lều trại một chút các bạn ạ, mặc dù là vẫn hình tam giác thôi. Nhưng mà mình sẽ đổi đi một chút. Các bạn đợi tí nha. Mình sẽ đổi mới một chút xíu. Đó, mình sẽ không bị phía sau các bạn ạ. Đây. Mình sẽ xây bằng một cách đang xây cái này đây. Mà công nhận là chủ map build cái đầu lâu trông nhìn đẹp nhở. Nhìn nó sợ nhưng mà nó cũng không sợ. What? Thế tôi lại là sợ không sợ? Bơ heo. Ui, cậu ơi, Khang build quả lều trại hình ô tô này gắt nhở. Được của nó đấy. Chất đấy. Được đấy. Được của nó em ơi. Ui, mình nghĩ mình sẽ xây kiểu khác đi. Chỗ này hơi sống vướng này. Sống tạo nè. Cái này thôi để này đi. Để kiểu này cũng được các bạn ạ. Này, mình sẽ làm một cái ghế ngồi ở trước cửa. Để mình coi nào. Chỉ được phép dùng những cái đồ mà chủ má cho nhá. Không được dùng đồ riêng nhá. Đó. Thế thì Khang cho lấy của khác rồi nè. Khang lấy bánh xe rồi. Đâu, em có lấy gì đâu. Đúng rồi, Khang lấy bánh xe này. Chủ má đâu cho bánh xe đâu. Ôi trời, nhường Khang đấy. Cho sách vô. Cho cũng sách vô. Rồi, mình sẽ để ở đây đi. Đó, để cái giường, cái ghế ngồi ở đây các bạn ạ. Mình nên làm sàn nhà không nhỉ? Cái cỏ cũng đẹp ấy. Mình nên làm sàn nhà không ta? Thôi mình nghĩ là làm sàn nhà đi. Bởi vì chủ map có cho cái cắt cứng rồi này. Làm sàn nhà cũng được các bạn ạ. Hợp lý đấy.
mình sẽ thay cái cỏ đằng sàn nhà nhá. Ui, ở dưới này là rơi xuống dưới này có gì? Khiếp thật, ở dưới này là kiểu hang động mới à? Ơ này ở dưới đây. Không biết. Cái này ui, ui, ở dưới này có cái gì các bạn ạ? Ui, ở dưới này có một cái hố này, thôi tôi sợ lắm, không xuống đâu. Không xuống các bạn ơi. Cái map này đang ở cái gói chất liệu thực tế nhá, cho nên nhìn khá đẹp luôn. Mọi người có thấy nó khác không? Đấy, nó khác bình thường không? Cái cỏ khác hẳn luôn. Nó không giống như bình thường. Nhìn nó kiểu tự nhiên luôn ấy. Ờ, trông nó khá là hay. Ờ, cái xem là quá là hay luôn. Thử thách cắm trại trên đảo đầu lâu khổng lồ, hợp lý. Bên trong mà mặc dù nó hơi lag một chút thôi. Bạn nào mà chơi PM mình nghĩ là hơi bay lag đấy. Bởi vì nó khá là nhiệm đốc các bạn ạ. Này, trên đầu mình này, toàn kim cương đá điện, lava, các kiểu không có lava mà chỉ có cái này là vàng à. Cái này là vàng các bạn ạ. Nhìn khá là đẹp. Nói chung là được, mà ok đấy. Đúng kiểu cắm trại trong này kiểu chill chill nè. Mặc dù bên ngoài nhìn khá là sợ. Yeah. Bên ngoài trông khá là sợ đấy, nhưng mà bên trong nhìn đẹp phết. Có cả thác nước này. Ờ, lát nữa mình sẽ đi khám phá coi xem là trong hang động có gì mới không. Thôi, lều trại của mình có vẻ là ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ làm cái giường đi. Mình sẽ làm cái giường ở chính giữa, chết. Chỉ được phép dùng đồ trong này thôi. Đấy, cho Khang dùng đồ thêm luôn. Đấy, mình chơi đúng rồi, chỉ dùng đồ trong này các bạn ạ. Ủa gì mình có được dùng đồ thêm không? Không được dùng đồ thêm. Khang là mới chơi được khác phải không? Khang mới thật chơi khác. Mập Nuru mới chơi 300.000 đậu các bạn ạ. Ok, Mập Nuru mới chơi 300.000 đậu các bạn nhá. Nghe vô lý không? Vô lý. Mới chơi 300.000 đậu, vâng. Mới chơi luôn đấy. Thì đừng có lương quá. Đúng là lương thì diệu hiền. Nào. Mới mình... chơi cái đó là tự nhiên có chứ. Mình sẽ để cái lò ở đây đi. Ok này. Mình coi xem là chủ mắt cho cái gì nữa nhở. Mình thấy có lửa trại, đốt lửa trại đi nhở. Ừ. Mình đốt sẵn rồi. Được đấy, mình sẽ đốt lửa trại các bạn ạ. Cái đèn này để đây cũng được này. Map này hình như là khóa thời gian rồi, đúng rồi. Map này khóa 9 giờ cho nên cũng không cần nhiều đèn đâu. Có cái sách này. Đây là nhà của em. Quá đẹp. Ý. À. Ủa, có ghế đúng không? Ủa sao mọi người có ghế, không có ghế ta? Trong gương á. Đúng rồi, trong gương đây. Ủa em không có ghế, gương em không có ghế. Ủa thế thì em yếu rồi. Ôi, chỗ mắt trông nhìn hợp lý không các bạn ơi? Hợp lý không? Ui. Bạn nào mà biết có mắt cắm trại nào độc lạ ấy, thú vị thì hãy để lại ở phía dưới nhá để mình chơi thử nhá. Ôi, quả lều trại của mình đẹp không? Trông nhìn ok không? À, nhìn hợp lý không? Được của nó để cắm đuốc không nhỉ? Cắm đuốc cho không cần thiết lắm. Ở đây, mình sẽ cắm đuốc ở đây. Ê, trời ơi, cắm đuốc rồi. Trời ơi, vừa ngồi vừa cắm đuốc các bạn ạ. Đây, mình sẽ để cái lò nung ở đây. Ê, ui. Nó lại hợp lý luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ để cái ghế ở bên cạnh thôi. À, sao? Sao vậy? Mày béo rồi, cho em cái ghế. Ghế? Ghế này em phải mở khóa mới dùng được cơ em ơi. Em phải dùng đậu mở khóa cơ. Đâu, ghế nào? Qua đây chị đặt cho. Ôi, bảo mật để hộ cho. À, hợp lý ấy. Ui, đặt cho mày nè. Nướng thịt. Ê, có thịt không Mập? Có thịt không? Cho mượn ít thịt đi. Đặt cái này chị, đặt cái này. Mình không có thịt. Mập ơi, cho mượn ít thịt Mập ơi. Để vào dương mình với, để vào dương mèo peo cho mình với. Mập cho mượn ít thịt để vào dương mèo peo nhá. Ôi, lều của Mập nhìn cũng ui, có cả tủ sách con này. Khiếp, đóng đi cắm trại thì mặt bang lắm sách thế. Hay là dân ăn học. Mình chỉ cần hai cái bàn này làm việc các bạn đấy, chỉ cần hai cái bàn làm việc cộng tủ này thôi là hợp lý rồi. Mình trang trí đơn giản mà nhìn trông tiện nghi không? Đấy, được của nó không? Đây, cho thêm cái đèn như này nữa. Ê, đẹp không? Ui trời ơi, trông nhìn nó lại ra gì phết luôn các bạn ạ. Được của nó luôn đấy. Ồ, trông ok là phết đấy. Chỗ này để ngồi chiêu chiêu này, ngồi đàm chuyện này. Kiểu khách mời, hai bên khách mời ngồi đây, chủ nhà ngồi đây. Ôi, nó lại hợp lý luôn các bạn ạ. Ra rất gì vào này nọ đấy. Ui, sao mỗi lần mình bấm F5 hiện ra cái đầu nhở, sợ thế nhở. Ui, mỗi lần đổi góc nhìn hiện ra cái đầu các bạn ạ. Sợ thế nhở. Ui, có thịt kiểu cho mình, xin ít thịt vậy, cho vào dương vậy. À, có gà này. Ê, mọi người vào đây, mọi người đây. Tất cả vào đây ăn thịt này. Đâu mọi người ơi, qua đây mọi người ơi. Hey. Đây. Ngồi nào. Ngồi đây nào. Hôm nay là tôi chịu đãi mọi người này. Thịt nửa nướng. Đó. Ủa sao anh nhanh vậy? Ở chấm anh nhanh vậy? Lộn. Đồ heo. Ăn thì anh nhanh vậy. Lấy lộn. Em lấy lộn. Chưa kịp ăn đây xong rồi. Ôi. Nói chung là lều của mình cũng khá là đẹp, nhưng mà lều của Khang, ôi, lều của Khang cực kỳ sáng tạo luôn các bạn ạ. Mặc dù là toàn dùng cái block mà trong này không có luôn, bánh xe gì có đâu. Mà thôi kệ đi. Khang mới tập chơi mà, cho nên cho Khang dùng bánh xe nhá.
Mặc dù là trong này không dùng bánh xe các bạn ạ, cũng là hình ô tô đẹp phết chứ, có tính sáng tạo cao đấy. Còn lều của mặc trời ơi, nhìn nó kiểu gì các bạn ạ, trai có gì sáng tạo luôn. Phải lều của mình này, lều của mình đơn giản, trang trí đơn giản mà đầy đủ tiện nghi nhá. Đấy, nói chung là mình theo kiểu phong cách tối giản thôi. Các bạn thấy là lều của ai đẹp nhất thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Ôi, đấy, sao mỗi lần mình chuyển góc nhìn hiện lên cái sợ thế nhở, cái sợ quá còn ơi. Ôi, bây giờ các bạn ơi, bây giờ anh em theo tôi đi khám phá coi xem là quanh đây có cái gì là mới lạ không. Có thác nước này. Cái vị trí của mình khá đắc địa đấy, các bạn thấy không? Đấy, đấy, cái lều tựa vào cái suối này, hồ này, đẹp quá luôn các bạn hả? Ôi, đây là hai con mắt của nó. Ồ, nhờ đây là hai con mắt này chuẩn này. Ôi, đây là hai con mắt các bạn. Ồ, nhìn ghê thật luôn đấy. Ôi, đây, để mình bay ra ngoài cho bạn coi thử nhá. À, mình sẽ bay ra ngoài cho bạn coi lại này. Đó, đảo đầu lâu rồi, siêu to khổng lồ luôn. Các thấy không, nhìn kia này. Ồ, trời ơi, bên ngoài nhìn rất là kinh dị luôn, nhưng mà bên trong cảm giác là rất là chill các bạn nhá. Kiểu mình có thể ở cả ngày luôn ý. Wow. Cái này nó bị cắm sừng hay sao nè. Ôi, cắm hẳn hai cái sừng luôn các bạn ạ. Ok các bạn ơi, hôm nay mình đã thực hiện thử thách đó là cắm trại trên, trại chính xác là cắm trại trong đảo đầu lâu khổng lồ các bạn ạ. Khá là thú vị đấy chứ. Bạn nào mà có ý kiến đóng góp gì, muốn Mèo Peo làm thử thách gì nữa thì hãy để lại bên phía dưới các bạn nhá. Ok, và đừng quên là qua channel của Mập Doom và Khang Gừ để ủng hộ các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.